Giờ mình thu hoạch luôn cái trái bí này các bạn. Nó dài lắm luôn rồi mà nó không có lớn nổi. Mình không biết bí này là kêu bí gì, người ta cho hạt nè. Nó già rồi mà nó không có lớn, nó không có bự ra. Rồi không biết làm sao mà bẻ đây. Mình sợ hư cây. Nó cứng á. Hôm nay mình đi ra vườn, mình đi thu hoạch cái mớp bao tử các bạn. Đó, bây giờ cái sân này đang chuẩn bị đổ bê tông cho nên mình phải đi ra thu hoạch. Nếu không phải đợi khá 1-2 ngày mới thu hoạch sợ nó già. Mớp bao tử hồng bự hổm mình lặt lá hết rồi. Giờ nó ra, nó thấy trái từ lưa vừa hơn trần các bạn. Đó, trái nè. Mình thu hoạch đi, mình nghĩ chắc cũng có trái già trong này rồi đó. Tại lâu lắm rồi mình không thu hoạch nè. Bây giờ mình ra mình thu hoạch mày hết mấy trái này. Bữa hổm lá quá trời luôn. Cái lặt lá cho bớt nè các bạn, tại vì lá tùm á. Cái ông không có lợi thụ phấn được á. Cái nó bị vàng mấy cái trái mà ông không thấy á. Tùm nên ông không thấy nên nó không có thụ phấn cho mình nữa, trái đâu đậu. Rồi hôm nay lại hái đi, mong kho nó già. Mình nghĩ cũng có trái già trong đây rồi đó các bạn. Để lâu nó bị già. Đó, nhiều lắm luôn. Hôm bữa hổm mà mình ngắt lá bớt á, xong cái gió quá trời gió nó cũng bị rụng nữa các bạn. Hôm nay cha chồng mình lại tiếp làm cái sân này nạp đổ bê tông nè. Nữa là đổ là không có đi xuống đây được cho nên giờ phải thu hoạch, tranh thủ thu hoạch, không thôi mai mốt là không có đi đi ra đây được, để bê tông khô mới được đi ra. Để bê tông khô là không được đi ra là cái trái nó bị già. Quá trời trái luôn. Ăn giống như dưa leo. Cái này hơi cực xíu là gì phải không các bạn? Nó lá nhiều quá phải tỉa bớt. Nếu không ông nó không có thụ phấn cho mình đó. Nó bị vàng hết. Chồng ông cho chồng mình ông nói là ở nhà cho chồng mình có mặn 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 giống như mặn hàng Hà Đào Hà Nội vậy các bạn, kêu là lệp khuyên chín rồi kêu lại hái đó. Nên bữa nào mình lại đó mình hái mình quay video cho các bạn xem. Đó, quá trời trái luôn. Des pépins? Les pépins dans le raisin. Oh non, je mange pas les pépins. Bah non, bah, quand tu manges du raisin, tu craches du pépin. Oui. Voilà. Ah, j'ai dit, c'est bien, on en a des. On va en avoir cette année-ci. Et en bizarre, le sud est grand, le sud est petit. Au-dessus, c'est Et gros, en dessous, c'est transformé. plus petit. Mal transformé. Mal transformé. Ah, j'ai dit, un, deux, et pas un troisième là-bas quelque part? Je sais pas. Ici, il y a un, mais il Ah est oui, pas tout bon. petit là. Bah attends, il va peut-être venir. Il est jaune, il est abîmé. Ah parce qu'il est jaune. Ah bah voilà le troisième, il est là au-dessus. Il est là tout au-dessus le troisième. Ah bah là il y en a un autre qui est en train de pousser aussi, hein. Ouais. Tout au-dessus. Ah ouais, et donc quand ils sont jaunes comme ça veut dire qu'ils sont pas bons. Oui, ils sont pas, comment dire,
Et les abeilles, il n'a pas venu faire. Ah, elle n'a pas été pollinisée. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Soit avortée. Oui. Je dis, c'est. J'ai coupé toutes les feuilles. Hein. Ouais, après, on voit, sinon on voit pas. Donc, sinon, on voit pas. Et donc, ça, c'est comme des concombres. Oui. Vous n'avez pas épluché avant de manger. Non, on mange comme ça. On enlève les graines dedans, on mange. Ah, t'enlèves les graines et tu manges ça, ça, même, ça avec les, même avec les picots, tu manges. Oui, mais tu es sauté, hein. Ah, sauté, oui, oui. Tu fais bouillon. Ah, ben, tu dis, c'est pas comme les concombres, alors tu dois les cuire avant. Tu peux manger comme ça. Il y a des Vietnamiennes qui mangent comme ça. Tu dis, les courgettes. Oh, punaise, là. Les fameuses, c'est là, je n'ai pas vu. La ouais, j'en ai vu. Il dit, on va pouvoir. On va faire manger ça, ça va être bon. On va pouvoir ajouter ça. Ah, mais courgettes, on a déjà mangé, hein, je crois. Oui, on a encore 3-4 dans la maison, on n'a pas fini. Il est trop gros. Et là, il y a beaucoup. Ăn không kịp luôn. Hai cái ăn kịp. Quá trời trái luôn. Bây giờ nó leo lên vàng luôn. Mình cho nó leo lên vàng luôn. Nó có gai nữa nè. Oui, on peut faire un jour, on va pouvoir le sortir. Nhiều quá trời, ăn không hết rồi các bạn ơi. Mình tính để ra trừ, để đó, rồi có bạn bè gì cho bớt rồi lại hái. Nhưng mà mình để là nó sẽ bị già, cho nên giờ mình phải hái thôi. Quá trời trái luôn, không kịp. Ăn không hết. Nhà mình thì mình nấu sẵn cho ông xã mình ăn, cho ông xã không biết cái trái này là ăn như thế nào. Nó bò lên vàng luôn à. Bò lên vàng. Ouais, nous attend le camion. Ouais. Cool. Normalement, il doit venir entre 9 et 10, donc j'espère que ça va aller. Bây giờ tới trên dạng trên luôn các bạn. Đụng cái trái bí luôn. Đụng cái dạng bí luôn. Mà mốt quá là tới trên là khỏi hái. Mình là mình vừa quay phim mà mình hái rau. Ông hàng xóm ông thấy ông cười. Ông nói hái rau chụp hình hả? Ông sớm không hay rau, ông ghẹo. Ông thấy mình hay mằng mằng trồng rau nhổ cỏ rồi nghe, ông hay cự. Nó mình chăm chút thích vườn á. Cái mình hay chăm chút. Hai xíu quá trời nhiều luôn rồi mà chưa hết đâu nè. Quá trời trái luôn các bạn. Nè, ở đây mình có trái bầu sao nè các bạn. Nó đang to nè, đằng kia đằng trái mà đầu bự đít teo. Đó, đầu bự đít teo. Rồi đây mình thấy nó bò tùm lum cho nó trái mốt bơ tử này nè. Nó bò đi tùm lum hết trơn á. Bầu bí hay cái gì nó cũng leo lên. Nó là gà trái. Nó leo lên vàng luôn rồi. Dưới đây luôn cũng mọc đó nè. Nó núp lùm mà mình không thấy là coi như là cái trái nó bị già. Quá trời trái luôn các bạn ơi. Mình để đây, ngồi mình hút. Nè, nằm dưới đất.
dưa châu nó trúng ơi. Dù lùm hái chỗ này mình có gãi hạt nè, mà bị mấy con chim nó bươi giết rồi, đâu mất tiêu hết rồi các bạn. Nhờ mình hằng hái lá bớt, tỉa lá bớt, nếu không thấy được nào mà hái luôn các bạn. Tại cái lá với cái trái nó màu xanh giống nhau, khó nhìn. À, hái xong rồi là các bạn một gỗ luôn, quá trời nhiều luôn, nặng quá chừng nặng luôn, mình ghen một tay muốn gớt đã, quá trời trái luôn. Đi qua đây mình hái cà chua, mấy cái cải dúng, cải Phrygia là thu hoạch được rồi đó, nhưng mà ăn không kịp các bạn, nó ra lá gì nè, cứ hái ăn hoài luôn, là có lá hoài mà ăn thu hoạch hoài không kịp. Qua đây mình hái cà chua. Đây là cà chua màu nâu sô cô la đó các bạn. Nó màu rất là đẹp. Năm nay cà chua mình thất bại các bạn, tại vì nó ngã nghiêng gió. Gió bão mùa hè mà giống như mùa thu, bữa nay lạnh nè, gió dữ dằn luôn, trời ui ui, sắp chuyển mưa. Không có đem kéo ra cắt. Giật kìa nè, màu nâu sô cô la, cà chua nâu sô cô la. Ở trong kia còn kia có trái chín, này có trái chín. Ôi nó kẹt rồi, cái này mà đụng đất là bị mấy con sên nó ăn á các bạn, rồi bị con gì nó quất rồi nè, con gì nó xơi trước mình rồi đó các bạn ơi. Nè, bị mấy con này nó xơi nè. Hái chưa hái kịp là nó xơi rồi, thiệt tình. Mấy cái này là vài bữa nó cũng xơi luôn. Đó, mình hái. Thôi nó xơi hết của mình. Mình hái luôn. Này để trong nhà nó cũng tự chín nữa các bạn. Đó không thôi bị con này con kia nó ăn. Cái màu sô cô la đẹp ha. Còn ở đây là cái trái cà chua khóm. Cà chua khóm nó để là tomato anana, có nghĩa là cà chua khóm. Cái màu nó màu cam cam giống như màu khóm nha. Này sắp sửa thu hoạch rồi. Cái này để mình để mai hả thu hoạch. Nó chưa có nâu lắm. Rồi, quên đây bẻ trái này luôn. Cái này bí này làm như nó gan trái xong cái nó đẹp luôn các bạn, nó không lên nữa. Này cầm hai tay bẻ. Người ta bẻ mình sợ hư cây quá, cứng ngắc à. Trái này già lắm à, mình đợi cả tháng này nó không lớn nữa các bạn. Chắc cái giống này là giống nhỏ hay sao, bí này không biết có dẻo hay không. Tại có cái mấy cái chị ở bên mấy nước khác đó, cũng ở châu Âu luôn, nhưng mà gửi hạt giống cho nhau rồi cho mình xin cái hạt hạt giống loại rau khác mà nhờ cho thêm á các bạn. Nên mình không biết là bí gì. Mình thấy vậy cái mình lấy em đem ra cái mình ôm mình trồng lên luôn. Đó. Rồi mình vô mình nấu thử coi nó dẻo không nha. Còn đây trái nữa nè các bạn. Ê, trái này màu xanh. Lúc đầu nó màu xanh nhạt, sau giờ nó màu xanh đậm luôn. Cứng ngắc. Bẻ. Để cho nó nuôi cây. Nó nuôi trái này không. Nó không lớn nổi. Đó. Hôm nay được ba chế bí cà chua, mướp bao tử, cà gỗ luôn. Ở trong nhà mình còn bí ngồi ăn không kịp các bạn, bí ngồi 3-4 trái bành kia luôn.